khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 20: hướng đến quỹ học tập nhất định đọa ba đường ác. Chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật, Ma Ba Tuần đã phát lời thệ: thời kỳ mạt pháp, họ bảo ma tử ma tôn của họ đều đến nhà Phật để xuất gia, khoác trên mình chiếc áo cà sa để hủy diệt Phật pháp. Hiện tại là thời kỳ mạt pháp, pháp nhược ma cường. Con cháu của Ma Ba Tuần ở vào thời kỳ mạt pháp, thấy điều giả làm người xuất gia, cũng cạo đầu, cũng thọ giới, khoác trên mình áo cà sa. Họ là ma tử ma tôn, họ không phải là người xuất gia chân thật. Họ đến để phá hoại Phật pháp. Phật nói với chúng ta: thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Tà sư chính là giả thiện tri thức. Yêu ma quỷ quái đều xuất gia rồi, đều khoác trên mình chiếc áo cà sa. Mọi người xem thấy đều cho họ là bậc thiện tri thức mà đối đãi. Làm gì biết được họ là yêu ma quỷ quái khoác trên mình chiếc áo cà sa để gạt người. Khi bạn đến học tập với họ thì đều biến thành ma tử ma tôn. Tương lai bạn cũng chứng quả. Chứng quả gì vậy? Thành ma, đều biến thành ma quỷ. Chúng ta sanh vào thời kỳ mạt pháp, ngay trong hàng ngũ xuất gia có Phật, Bồ Tát, cũng có yêu ma. Chúng ta phải có huệ nhãn, phải có năng lực phân biệt. Chúng ta hướng đến Phật học tập, hướng đến Bồ Tát học tập, không nên hướng đến ma mà học tập. Chúng ta hướng đến Phật Bồ Tát học tập thì ngay trong đời này chúng ta sẽ có thành tựu. Nếu hướng đến ma mà học tập thì ngay trong đời này chúng ta nhất định đọa vào ba đường ác. Chúng ta chính mình phải nghĩ thử xem, chúng ta là đệ tử của Phật hay là ma tử ma tôn do Ma Ba Tuần phái đến để hủy diệt Phật pháp. Làm thế nào để phản tỉnh? Giả như chúng ta là đang tu tâm thanh tịnh, vậy thì không sai, vậy chính là đệ tử Phật. Còn nếu chỉ là phải quấy nhân ngã, sanh phiền não, vọng tưởng chấp trước, thì bạn chính là Ma Ba Tuần phái đến ở vào thời kỳ mạt pháp này để tiêu diệt Phật pháp. Chính mình phải nghiêm túc mà phản tỉnh, nghiêm túc mà kiểm điểm. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.